Hello, xin chào các bạn nha. Sau một thời gian mình đem nó ra nè bạn, nó tắm à, nó thay lòng à. Mới mấy bữa, nói chung là nó tắm liên tục luôn ạ. Nó thức ăn mình cho nó ăn á, cám gà ha. Nếu có trong nếu mấy bạn mà có đam mê cái dòng chim này nè, với chim chào màu rồi ha. Thì trong cái thời gian này là mình mua chim về mình ghép đẻ nè là ok đó bạn. Giờ là mình dạng như mình ghép là mình về mình thuần luôn ha, cho nó dạng luôn đó. Là tới khoảng tháng 11 là cuối cuối năm là nó bắt đầu, nó lúc đó là nó chuẩn bị đẻ đó ha. Giờ là các bạn mình có đam mê mấy cái dòng chim hót này như chim chà thang nè, chà mào đó, chim phiên ghép cũng được các bạn ha. Rồi mình giờ mình các bạn mình mua về đi, rồi mình ghép rồi mình cũng như mình thuần luôn ha, cho nó dạng. Là tới cũng còn mấy tháng đâu, tháng này là tháng 7 rồi, ở dưới mình là tháng 7 rồi đó. Gần gần Tết là nó bớt bớt mưa rồi, là lúc đó là mình thúc mồi tươi là cho nó ăn là nó đẻ rồi đó ha. Giờ là mấy bạn ra tìm chim là có chim mép vàng á, chim con ha, cũng được mấy tháng hết trơn rồi đó. Là mình mua về là mấy bạn cứ vô cám. Vô cám xong rồi mấy bạn chuẩn bị lồng ghép, à, mấy bạn ghép thôi đó. Cái con trống, con trống của mình nay nó thay lông mình đồ ok ha. Rồi bữa hai nữa là mình cho nó ăn mồi tươi thử coi cho nó đẻ một nghịch không. Nếu nó đẻ tháng này là nó đẻ một nghịch, mà tháng này tại vì tháng này tháng mưa nè, còn không ấy thì cho nó ăn nó mình thúc chừng tháng tháng mấy là thấy nó đẻ hay không là biết liền. Cho nó ăn mồi tươi đầy đủ à, biết là con nào nó đẻ là nó tha rác, còn ấy thì mình dưỡng nó. Mình dưỡng cho nó ăn đó. Rồi cuối năm là nó thẳng đà cái là nó đẻ luôn ha. Nói chung mấy mùa này là mấy bạn ghép được rồi nè. Giờ này là mấy bạn ra tiệm chim là có chim mép vàng á, như chim tơ á, là nó đẻ từ hồi Tết tới giờ bạn. Rồi giờ là cũng được mấy tháng rồi, cũng 5 6 tháng rồi. Có con nào mà đẻ trước là nó được 5 tháng 6 tháng là lúc đó là nó muốn đẻ rồi đó. Chim thì mấy cái dòng chim này cho ăn no đầy đủ là 6 tháng là đẻ rồi. Ăn 6 tháng là đẻ rồi, 6 7 tháng. Nó như chào màu mình, cặp chào màu sinh sản của mình đây nè, là cái con là mới có con bự là con trống 8 tháng mấy 9 tháng rồi, con mấy con sau mới 6 tháng mấy à. Nó hoàn ổ đẻ rồi, được được 4 trứng bạn. Thường thường chào màu đẻ được 4 trứng đó, chim tơ. Cái cặp này bữa hổm nó đẻ cũng được theo được 4 trứng bạn. Mới đầu là nó đẻ được 3 em luôn á, đẻ được 3 em mà nó hao hết 1 em còn 2 em. Rồi mấy được sau nó đẻ làm như cho nó ăn mồi tươi nhiều quá, nó sung cái bắt đầu nó đẻ chưa kịp nuôi cái nó gấp, nó gấp con nó bỏ, nó đẻ tiếp. Thì nói chung mấy bạn nào mà giờ mà muốn ghép chim đó, mấy dòng chim này là giờ mình ghép đi, như dạng mình về nó không đẻ thì mình như mình thuần luôn á, cho nó dạng ha. Nó về mấy bạn cứ để hai con đó, nó kè nhau cho nó làm quen trước ha, rồi mình vô mồi tươi luôn. Rồi sau đó cái mình làm lồng đi, lồng chừng 1,5 m vuông các bạn, cao cao 1,5 m, ngang dài rộng gì cũng 1,5 m đó. Rồi ghép ok rồi nè, cái con này là con đẻ trước các bạn. Con này chắc con trống nữa quá, cái con kia là con chim tơ.
Nói chung mình giờ cái mình mua về cái mấy bạn mình thúc mà tươi cho nó ăn ha, cho nó ăn con chim nó căng lửa lên, nó sung lên, rồi mình nếu nó đẻ sớm thì càng tốt, còn không đẻ thì như mình dưỡng. Tới mùa nó thì cuối chẳng hạn như cuối 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 năm là bắt đầu nó đẻ, là đẻ cho tới tháng 4 tháng 5, là lúc tháng 4 tháng 5 nó bớt bớt lại, thì lúc đó trời mưa lạnh nè, là chim nó bớt bớt đẻ rồi đó. Chào mà mình đang cái mấy cái con này nó đang thả lông đó. Sáu con này đang thả lông đẻ thấy mê luôn á, mà có cái là không có con trống, uổng ghê luôn. Con có con này con cộng lông trắng trên lưng, chắc già quá, lông trắng ngay lưng đẻ thấy mê luôn, mà nó ấp nó không nở, xong để ăn tiếp cho ăn heo hút thấy bà luôn, mà nó đẻ xác thần luôn. Nói chung là chim này nó mình nuôi lâu rồi nó nhát ghê luôn à. Nói chung là muốn thuần chim mà để ghép cho nó đẻ lâu lắm, chẳng thà mình mua về mình tập nó vào cám rồi ăn là cứ mình làm lòng mình ghép thôi, nhát nhát đẻ đẻ. Chủ yếu là mấy bạn giờ chẳng hạn như mình nuôi thuần đi rồi các bạn á, mà cho ăn mồi tươi ít nó cũng không đẻ nữa. Dạng này mình nuôi trong này là nuôi công nghiệp rồi đó, mình cứ đổ xăng vô là chạy, như xe đổ xăng vô là chạy, không đổ xăng thì nó không chạy thôi ha. Này nè, mình kiếm con trầu màu, con này không biết con mái hay trống, chắc nghi là con trống. Mình mua con kiếm con trầu màu mái cho nó ghép đó, đít nó nè. Rồi ha, video mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha, nếu các bạn nào mà có đam mê nuôi chim sinh sản ha, thì bây giờ nè đó, mấy bạn cứ mua về đi, mua 1 cặp 2 cặp về mình tập vô cám rồi mình ghép sinh sản á đó. Giờ là tới còn mấy tháng nữa luôn bạn, như mình thuần nữa ha, về thuần cho nó dạng luôn. Rồi nếu mà con nào mà thai lông đồ tốt là ok, đi chim tơ thì đến tuổi rồi, thì nó nói chung là nó đẻ từ hồi Tết tới giờ thì nó cũng được 6 7 tháng rồi, thì giờ là về là ghép là bắt cặp là cho ăn mồi tươi là sung lên là cứ sinh sản thôi ha. Rồi video mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo ha. Đó, nếu thấy hay hãy cho mình 1 like 1 đăng ký ủng hộ mình ha. Rồi bye bye.